mai cho con ăn cháo đó. Dạ. Để con ăn. Nấu với cháo thịt xay. Dạ. Kẹt nó, bản năng sinh tồn, tự tìm mà vú. Mai thứ nhất là nấu cho con ăn, nấu mua thêm đồ ăn nấu cho con. Thứ hai con mẹ nó phải tăng khẩu phần ăn lên, vì nó lớn là nó bú manh. Con cô ở đấy tí nó mua đóng cửa luôn. Đi lên. Chúng tôi đang sửa khu vực chuồng cho mẹ con nhà nó, thợ đang sửa ở ngoài cho nên là cho nó vào tạm đây. Sau khi mà thợ cắt sửa hàn, gò hàn xong rồi thì chúng tôi sẽ cho trở về chuồng của nó. Được 20, hôm nay là 18, 19, 20, 23, 24 ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm chuông để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.